funnel. Oh, come on. Yeah, we will. Come on, let's go. Chị tao làm sao mạnh mà cầm thi cái thế đấy chợ này phải có thằng thế mà thi ông trần gì chơi 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 đất xoài này mấy sai gì sai nhỉ chơi hấu ấy tập khăn cơ việc ai vậy tao pin chả hồng hơi ăn thật tiền sờ đắng ăn cả bao ăn đi ha trong sắt đó sờ đắng về mau bao lần lỡ anh nhận miên sắt để lại cho ăn chén xoài đâu bù thèm giờ thì nơi chết thì ông sơn cả bây giờ nó tụt tụt ui sắt nó hơi phai về mà tao phai trên cục bao á tại bao mù bao bao mình chết thế tập mình có về tập về cho nó sạch được khai sai đi chăn cái sắt đấy và đường biển này nói khai có bao hay mình khơi chăn mày mình tập về cho thế